Chị em tuyệt chiêu luộc tất cả các loại thịt mềm ngọt không hôi, thịt luộc là món ăn ngon và hấp dẫn nhưng không phải ai cũng biết chế biến, dưới đây là cách luộc các loại thịt ngon, các chị em nội trợ nên tham khảo. Thịt gà, gà chọn con không quá già, trước khi luộc cần được sơ chế sạch, sát muối và giấm kỹ ở vùng da để loại bỏ mùi hôi và chất bẩn, cho gà vào nồi, ngay khi nước còn lạnh như vậy thịt sẽ chín dần từ ngoài vào trong, nếu để nước sôi mới cho gào. Gà khó chín đều, da sẽ nứt. Luộc một con gà nhanh nhất khoảng 20 phút, trung bình là 30 phút, nhưng để gà chín đều, da vàng óng, phải mất khoảng từ 45 đến 60 phút để lửa nhỏ. Khi nước đã sôi nên vặn nhỏ lửa, vì nếu để sôi sùng sục, phần thịt ở đùi sẽ co tụt lên, rất xấu. Sau khi nước sôi, khoảng 5 phút, bạn vặn nhỏ ga hết cỡ, để trong 5 phút nữa rồi tắt và đậy vung chừng 20 phút. Bạn có thể dùng đũa chọc vào gà, nếu đũa đâm xuyên dễ dàng, nước ứa ra không có màu đỏ là đã chín. Đến lúc gà nguội hẳn mới lấy ra đĩa, nếu không da gà sẽ bị khô và xỉn màu. Sau đó để thịt ráo nước một chút, dùng củ nghệ dãi nhỏ vắt lấy nước trộn với mỡ gà. Đã thắng, quét một lớp lên da, da gà sẽ có màu vàng bóng và căng mượt, trông rất hấp dẫn. Thịt vịt Chọn thịt vịt còn tươi sống không chọn con vịt già. Một số người giảm độ dai cho vịt già bằng cách ướp thịt vịt bằng nước quả lê khoảng 10 phút trước khi luộc. Có người cho vào nồi luộc vài con ốc hoặc ít tủy heo, đun sôi lăn tăn một chút rồi tắt bếp ngâm tiếp. Da vịt hôi hơn da gà rất nhiều, chính vì vậy bạn cần chú ý kỹ khâu sơ chế vịt. Vịt làm sánh bóc qua bóc lại vài lần muối tinh với giấm gạo để loại bỏ hết chất bẩn và mùi hôi. Trái với cách luộc gà để thịt vịt mềm bạn nhớ đun sôi nước rồi mới cho thịt vào. Thêm vài hạt muối tinh cho vịt đậm đà, khi nồi nước sôi hạ nhỏ lửa để nồi sủi lăn tăn. Muốn biết thịt vịt chín hay không, bạn dùng đũa chọc vào thịt vịt, nước hồng từ thịt không còn ra nữa, tức là vịt đã chín. Thời gian luộc vịt lý tưởng là 25 đến 30 phút đối với con vịt khoảng 1,5 kg, còn nặng hơn thì thời gian lâu hơn. Vịt không nên vớt ra để nguội mà để nguội trong Vịt không nên vớt ra để nguội mà để nguội ngay trong nồi, thịt sẽ mềm ngon hơn rất nhiều. Có nhiều người chia sẻ cách làm mềm thịt vịt là ngâm vịt vào nước quả lê, thịt vịt cũng ngọt thơm hơn thịt heo cho thịt vào xong đổ nước lạnh ngập miếng thịt 2 đến 3 cm đun to lửa cho sôi lên một phút rồi bắc ra ngoài đổ nước luộc thịt đầu tiên này đi rửa sạch miếng thịt và xong dưới vỏ nước lạnh tiếp tục cho thịt và nước vào đun sôi như lần một nấu nồi nước trong đó có bọt nấu nồi nước trong đó có bỏ một ít sấm và một ít muối đợi nước sôi thì thả miếng thịt vào để sôi khoảng 3 phút thì đổ hết nước đó và rửa miếng thịt cho thật sạch vặn to lửa cho nước luộc thịt sôi thả hành tím thái lát nhỏ vào nồi sau đó lần lượt cho một chút một thìa cà phê bột canh 1 phần 2 thìa cà phê mì chính 1 phần 2 thìa cà phê đường vào nồi nước luộc thịt đang sôi từ từ hạ lửa nhỏ cho xô lăn tăn Thời gian luộc lâu hay không còn tùy thuộc vào miếng thịt của bạn nhỏ hay to Nếu gặp phải miếng thịt heo hôi khi luộc, bạn cho vào thịt một củ hành đập dập Mùi thơm của hành sẽ khử mùi hôi của thịt Ngoài ra, sau khi luộc thịt chín, có thể cho thêm vào nồi vài giọt rượu trắng Rồi vớt thịt ra để ráo nước, thịt sẽ không có mùi hôi nữa mà sẽ thơm ngon hơn Thịt bò món thịt bò rất ít khi được đem luộc để ăn tuy nhiên với bắp bò luộc hoặc món thịt bò cuốn lá cải thì các bà nội trợ vẫn thường hay gặp vấn đề thịt sau khi luộc xong có vị gây và khó ăn hơn thịt lợn do đó để khử mùi của thịt bò các chị em nên làm theo phương pháp sau nấu một củ gừng cho chín sau đó cạo lớp vỏ cháy giã nhuyễn gừng và sát lên thịt bò sau đó xả lại bằng nước lạnh cuối cùng các bạn chỉ việc cho thịt vào luộc chín rồi đem cuốn lá cải và thưởng thức. Thịt dê Thịt dê được chế biến thành nhiều các món ăn ngon và hấp dẫn, tuy nhiên thịt dê lại hơi có mùi gây nên khi chế biến các bạn cần lưu ý khử sạch mùi gây của nó. Theo kinh nghiệm chia sẻ của nhiều người, bạn có thể lấy một ít giấm hoặc vắt hai trái chanh vào bát thịt dê, cho thêm một ít dầu ăn trộn đều và đem cất trong tủ lạnh trong vài giờ đồng hồ, mùi dê sẽ bớt đi. Cách khác là dùng quế để khử bớt mùi dê hoặc Lúc nấu thịt, cho sôi thì vớt bỏ bớt mỡ Một vài nơi lại khử mùi dê bằng cách bóp thịt với chút rượu trắng Có trộn gừng, bằm nhuyễn, rồi xả lại bằng nước lạnh Cũng có người dùng bia để khử mùi Một cách khác là có thể trụ sơ thịt trong nồi nước sôi Có thêm vài nhánh xả hoặc 1-2 khúc mía